lấy từ gì nữa mày? Không lẽ cho mày che từ ra tới đường lộn. Này em đây. Đó em giờ mày lưu chữ gì? Đây đó. Các bạn có thể thấy đường thì rất là xấu nhưng mà phong cảnh hai bên đường thì rất là đẹp. Trời thì trong xanh, đất thì hiền hòa, đưa em vào đoạn đường gian nan. Nó xiển đi. Đoạn này xe đang đổ dốc, nhìn xuống ở phía dưới thì sâu thăm thẳm. Anh ngồi trên xe thì thấy lo lắng. Bây giờ quay đầu là bờ rồi, không còn đường lùi nữa, chỉ có tới thôi, không có chỗ quay đầu nha các bạn. Nó chỉ lại ra được cái chặn thôi. Đoạn này phải dừng xe lại để kiểm tra xem đường có đi được nữa hay không. Thấy anh bác tài rất là nặng đấy. Ôi trời, đồ cái này mà tí nữa làm sao mà phải quay mà tí nữa tao kiểm tra.